phone như cái gì á. Chụp con cu không nổi ông nội. Vậy anh bắn banh cái đầu nó hả? Thôi không quay cảnh máu đâu. Nè các bạn, cu nha. Tuyệt vời. Rồi cất đi. Đi tiếp à. Bắn trúng đầu máu nhiều không bạn? Mình không quay cảnh máu đâu nha. Thôi đi tiếp thôi. Vàng anh nó hơn, bắn đi, bắn đi, bắn. Chết chết. Ôi, chết chết. Đứa con giận anh nha các bạn. Bắn trên cây. Ôi chiều bẻo nó đánh con. Rớt bằng anh nè, thằng em mình bắn rớt. Bắn tuốt trên cây trên đây luôn các bạn. Quá trời chim luôn. Hả? Rớt trong lùm rồi hả? Thấy chưa? Tuyệt vời Hương ơi. Bắn hay quá. Nè các bạn. Một pha hách. Vàng anh nè các bạn. Tuyệt vời không? Hạ được vàng anh nha. Tuyệt vời. Hôm nay bội thu quá Hương ơi. Đây. Rồi. Đã. Chết rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá Hương ơi. Nè em cầm đi. Em chụp cho tấm hình. Đây. Đây. Chụp tấm hình nha, em quay ra đây cho sáng nè. Tuyệt vời nha. Đóng lắm, đóng lắm. Ôi, té lông. Trời ơi, lông quá trời lông luôn kìa. Nó nổ cái bóc rồi à. Ừ, nổ cái bóc bự. Đổ lông bay rồi các bạn. Buồn ghê luôn. Hả? Con nó rất ngon á. Con nó cục, cục thịt á. Con nó cũng cười, sao nó bự ghê trời. Để bắn, tại bên này của anh Tâm. Rồi, 3 đến 200 độ nha. Chết. Đúng rồi. Rớt, rớt, rớt. Rớt, rớt. Coi vô bụi rớt kìa Hưng. Rớt một con nữa nha các bạn. Thấy không? Hả? Phướn hả? Lụm cu ấy. Này ta trồng rau. Dính đạn mà còn ráng bay vô đây nữa các bạn. Tuốt trong á. Anh thấy rồi. Đâu? Con cu đâu trong đây nè. Cút trong đây nè. Nó nằm đâu đâu quanh đây thôi. Anh thấy nó vô trong đây luôn. Cổng cường anh với anh đi lấy cổng cường mới đáng. Được. Đây đi. Chưa thời gian không quay đâu rồi. Cu rớt đâu ta.
chết rồi còn ráng bay chi không biết. Mấy con này là bắn theo tuấn quyệt hay là đậu mà em phải dạng đi đường đục. Không mà cái con này vô đây là hết lũi rồi, nằm luôn rồi. Biết nằm khúc nào đây. Ừ ha. Đây các bạn, lùm được rồi nha. Chúng đâu rồi anh? Bông bạn, ma. Chúng ngay xuống lưng. Số vừa đi vào thì nó xuống à. Anh thấy anh Hướng nó ở trong đó cho bắn. Khó lùm. Nghe các bạn. Nó kêu đâu bên kia nữa kìa. Nè Hưng. Đến nút còn con này uống luôn qua nút rồi. Ừ, con đó con già, con nãy con non. Bên kia kìa. Tối sáng giờ thả hai viên hai con à, êm à. Rồi đi. Đâu rồi? Đâu ta? Hai anh. Con giãn ghê. Hết lông rồi. Còn. Trời ơi, rụng quá trời đuôi luôn. Vô trong luôn rồi. Hả? Trên nhà có con đấy hả? Thấy chưa? Anh Tằng bắn được con cu nữa các bạn. Đừng để thấy... Cú thò đầu lên hả? Ừ, cái đầu à? Đầu. Cái đầu lên nha. À, lú cái đầu đó. Anh này nó luôn đi. Ờ, trúng rồi đó, trúng rồi đó. Trúng rồi Hưng. Trúng rồi, con đó trúng rồi. Ủa? Anh bị nha. Trúng cái bóc luôn không sao. Ủa, chết rồi sao á? Không, không, con đó đó. Bắn chim sao mặt ngầu hả? Hả? Bắn chim sao mặt ngầu luôn. Cười khỉ đâu. Chơi bắn xong rồi giấu nữa. Còn sống chung... hả? À, chung trong cánh nè. Ôi, ông gạo à, nè trả nè. Hưng nó mới bắt con chị ba. Nữa, Hưng chụp hình chị ba kìa. Đây là giống cây nãy quê không? Bự quá. Ông em nói anh là cắt nguyên khúc đây nè. Nè, trời ơi, đó là Diêm chạy xong là bẻ nè, hà lắng nè. Rớt xuống chưa, rớt xuống rồi, từ từ hướng đông. Để đó. Rớt rồi hả? Có con bịt bịt nữa kìa anh chị. Rớt xuống trong hả? Đang dậy dậy nè. À, đang dậy dậy không ạ? Chiếu lực. Bánh gì ác gì ông nội? Nó bơi qua nước quốc cậy lùm vô luôn cho khỏe. Một gì xuyên lưới đít nè, thấy không? Khi đục tư đít lên nữa, trên đâu xuống cách đây nha. Đi tiếp. Bà lòng kia. Hãy đỡ. Con. Ấy con thú, con thú. Còn một con ở trên cây á. Một con. Không con, dưới con cu đi. Con à con hả? Vẫn con thú cái kìa với ông nội. Ông nội này con to không bắn đi, bắn con nhỏ. Rớt một con cu nha các bạn, nó còn chạy nè. Mẹ em ơi. Con cu nó lủi rồi Hương ơi. Cu nhí nó lủi Hương ơi. Cuối cùng được con nào vậy? Lon dưới con to cuối cùng mất con dưới đi. Hả? Chưa. Con này chạy được. Thế mới đầu. Lon dưới con tu hú á. Ủa nó bên đó rồi.
nó chạy mất rồi, nó chạy xuống đây hả? Không, nó còn đi bộ. Ừ, họ bỏ đi kiếm không ra đâu. Thấy ba còn lúc rồi bỏ luôn rồi. Da rắn hả anh? Lượm được nguyên bộ luôn anh. Nè các bạn, bộ da nè, dài cỡ này mà. Trời ơi, con rắn hay con quỷ vậy trời. Bướng không nè các bạn. Con này con gì anh? Trời ơi, cái lượng bụng nó nè các bạn. Nè. Dài ghê không? Từ đây tới đây. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, hai mét mấy luôn á. Trời ơi, con rắn này, trời ơi, quá trời con rắn này. Chắc nó xuống đây uống nước nè. Dạ. Kinh. À, trời ơi, rắn này. Dạ. Ừ, mấy ông nó bị rắn mà nãy em thấy mà. Không, nãy em thấy nó cầm lồng. Nãy vô lồng. Trời ơi. Ừ, ghê không các bạn. Thôi đi săn nhìn thấy, con rắn đó đúng không chim của mày. Nãy nó đi bằng chim kẹo em lại. Đang ngồi trong bụi tục chim mà nhìn thấy bò da rắn này hết mất con chim.